Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, nếu người Mỹ và người châu Âu có câu mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần gặp bác sĩ, thì người Ấn Độ và những nơi có sự hiện hữu của ổi đã có câu vài trái ổi trong mùa sẽ không cần gặp bác sĩ nguyên năm. Ở Việt Nam, ổi là một loại quả cực kỳ phổ biến, thế nhưng có lẽ ổi chỉ được biết đến như một thức quả đơn giản mà không biết rằng thiên nhiên đã hào phóng dành tặng những dưỡng chất tuyệt vời nhất cho ổi. Kể từ đó, loại trái cây này mang trong mình sứ mệnh chữa bệnh và hỗ trợ sức khỏe cho con người. Có thể các bạn không tin, nhưng loại quả này có thể giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ tiêu hóa hay còn có thể giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh. Cụ thể, ổi phát huy công dụng của mình trong việc chữa bệnh của con người như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video dưới đây của An Tâm Sống Khỏe. Ổi là một loại trái cây vô cùng quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt khó quên của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một quả ổi một ngày trong vòng 3 ngày liên tục? Nó sẽ giúp cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Ổi có chứa một lượng vitamin C và vitamin A dồi dào. Trong thực tế, một trái ổi chứa nhiều gấp 10 lần lượng vitamin A trong một trái chanh và lượng vitamin C cao gấp 4 lần so với một trái cam. Ổi cũng cung cấp rất nhiều vitamin K, vitamin E và các vitamin B2, kali, phốt pho, mangan, sắt, folat, đồng, canxi và chất xơ. Ăn ổi có thể giúp trái tim của bạn khỏe mạnh. Lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi có thể giúp bảo vệ trái tim bạn khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Lượng kali và chất xơ hòa tan trong ổi cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Ăn ổi cũng được chứng minh là có liên quan đến việc giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol tốt HDL. Do việc tăng huyết áp và tăng lượng cholesterol LDL có liên quan đến các bệnh tim mạch và đột quỵ, nên thêm một lượng vừa phải ổi vào chế độ ăn của bạn có thể đem lại những lợi ích rất tuyệt vời. Một nghiên cứu theo dõi 120 người trong vòng 12 tuần đã chỉ ra rằng ăn ổi chín trước bữa ăn có thể làm giảm huyết áp nói chung đi khoảng từ 8 đến 9 điểm, giảm tổng lượng cholesterol đi khoảng 9,9% và làm tăng lượng cholesterol tốt lên 8%. Hiệu quả tương tự cũng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khác. Giảm rủi ro ung thư. Ổi chứa vitamin C, quercetin, lycopene và các polyphenol khác vẫn đóng vai trò chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa chống các gốc tự do và hạn chế tổn thương do chúng gây ra. Nhờ vậy, hạ thấp rủi ro ung thư. Ổi cũng góp phần ngăn chặn sự ảnh hưởng của những tế bào ung thư ở vú và giúp giảm bớt rủi ro ung thư tuyến tiền liệt. Giảm chỉ số cao huyết áp. Nhiều nghiên cứu y học cho thấy nếu cơ thể của chúng ta tiêu thụ những loại thực phẩm không có chất xơ thì sẽ dễ bị dính chứng cao huyết áp. Thực phẩm được tiêu thụ sẽ mong chóng chuyển thành đường. Do trong ổi có nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết thấp nên kết hợp trong chế độ ăn hàng ngày sẽ góp phần cải thiện chỉ số cao huyết áp, hạ thấp cholesterol xấu trong máu và giảm nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, khi tiêu thụ ổi, bạn cần nhớ lưu ý nhỏ, bao gồm không ăn hột vì chúng khó tiêu, dễ đổi vị. Thay vì ăn, bạn có thể uống nước ép để có được tác dụng tương tự. Điều trị bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu của Hàn Quốc đã ghi nhận tác dụng chữa tiểu đường của cây ổi. Nghiên cứu cho thấy hoạt tính ức chế men protein tyrosine hospartase 1B của dịch chiết lá ổi có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường type 2. Trong có ổi tươi có chứa một lượng cao các chất xơ hòa tan và không hòa tan nên có thể giúp người bị bệnh tiểu đường hạ đường huyết an toàn. Tuy nhiên, nếu ăn cả vỏ ổi sẽ không tốt cho lượng đường trong máu của bạn. Cách tốt nhất khi ăn ổi để điều trị bệnh tiểu đường là gọt sạch bỏ vỏ. Tăng cường khả năng sinh sản. Ổi có chứa nhiều folate có thể giúp tăng cường khả năng làm mẹ. Theo một nghiên cứu gần đây, folate có lợi cho những phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang. Chất này cũng giúp giảm bớt rủi ro dị tật bẩm sinh của bào thai. Cải thiện thị lực. Ổi chứa vitamin A và giúp giữ cho đôi mắt khỏe mạnh cũng như tăng cường thị lực. Loại quả này cũng được trì hoãn quá trình thoái hóa điểm vàng và bệnh đục thủy tinh thể. Phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa. Lượng chất xơ có trong ổi rất dồi dào. Mỗi quả ổi cung cấp 12% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể một ngày.
Do đó, ổi có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột và dự phòng tình trạng táo bón. Ngoài ra, trái ổi còn giúp trị tiêu chảy hiệu quả vì trong quả ổi có chứa chất làm C, một loại hợp chất hóa học làm co rút thành phần khác trong cơ thể. Bên cạnh đó, chất kiềm trong ổi có khả năng phòng và ngăn ngừa vi khuẩn có hại gây tiêu chảy phát triển. Ngoài ra, các chất potassium, carotenoid và vitamin C có trong ổi còn có tác dụng trong việc trị lành tình trạng viêm nhiễm dạ dày. Ngăn ngừa vi trùng. Trong quả ổi có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, chất chống độc tố như vitamin C, vitamin E, isoflavonoid, carotenoid, polyphenol. Những dưỡng chất này sẽ giúp cơ thể chống lại vi trùng, vi khuẩn xâm nhập, đồng thời giúp mẹ bầu tránh xa bệnh tật. Ngừa béo phì. Đặc biệt trong trái ổi ruột đỏ, ổi đào còn có chất lycopene nhiều hơn trong cà chua. Không chỉ có tác dụng hạn chế những bệnh liên quan tới béo phì, mà còn có tác dụng ngăn ngừa những bệnh khác như bệnh tiểu đường cấp 1, giảm bớt nguy cơ bệnh tim mạch. Giảm nguy cơ thiếu máu rất hiệu quả. Ít ai biết rằng, ổi có tác dụng làm giảm nguy cơ thiếu máu rất hiệu quả. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu, bên cạnh việc ăn uống đủ chất, bổ sung sắt đều đặn, thì ăn ổi hay là uống nước ép ổi mỗi ngày cũng là phương pháp điều trị bệnh thiếu máu rất hiệu quả. Vì ổi có nhiều dưỡng chất quý, có tác dụng làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ thiếu máu trong cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, người bình thường ăn ổi đã có thể nhận được những lợi ích vô cùng tuyệt vời từ loại quả này. Nhưng đặc biệt với bà bầu thì quả ổi còn có những tác dụng còn tuyệt vời hơn thế. Nhiều người cho rằng ăn ổi khi mang thai, khi sinh con ra sẽ bị chốc ghẻ. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Những tác dụng của quả ổi đối với bà bầu mà An Tâm Sống Khỏe tổng hợp dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn phải thay đổi suy nghĩ ấy. Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều biến chuyển dễ dẫn đến hiện tượng thiếu máu. Trong khi đó, thành phần dinh dưỡng trong quả ổi có khả năng đẩy mạnh lượng hemoglobin trong máu. Do đó, mẹ bầu chỉ cần uống một ly nước ép ổi mỗi ngày cũng đủ để ngăn chặn tình trạng này. Tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh vitamin E, isoflavonoid, carotenoid, polyphenol, lượng vitamin C trong quả ổi rất cao, 16mg, thậm chí còn hơn cả những loại trái cây họ cam quýt. Vì thế, ổi được xem là loại hoa quả đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch của bà bầu. Ngoài ra, các chất này còn giúp thai phụ ngăn chặn hiện tượng chảy máu chân răng, viêm loét. Điều trị tiêu chảy. Việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và chuyển biến của hormone trong thai kỳ dễ dẫn tới nguy cơ tiêu chảy. Lúc này, đừng bỏ qua tác dụng của quả ổi đối với bà bầu trong quá trình hỗ trợ điều trị tiêu chảy. Nguyên nhân là do ổi chứa rất nhiều chất làm C, chất giúp tăng cường co rút và hợp chất kiềm ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn gây tả lị. Trị táo bón trong thai kỳ. Khi mang thai, dù ăn uống khoa học, mẹ bầu vẫn phải đối mặt với hiện tượng táo bón do hormone. Progesterone ảnh hưởng tới nhu động ruột. Ngoài ra, áp lực từ trọng lượng của thai nhi lên xương chậu cũng dễ dẫn tới tình trạng này. Trong khi đó, ổi là loại trái cây giàu chất xơ, nhân tố hỗ trợ trị táo bón tự nhiên vô cùng hiệu quả. Cụ thể, chỉ cần ăn mỗi ngày một quả ổi, bạn đã có thể bổ sung đến 36% chất xơ cần thiết cho một ngày. Ổn định huyết áp. Nhiều thai phụ cao huyết áp nhưng vẫn sinh con ra an toàn và khỏe mạnh. Tuy nhiên, tình trạng này cũng không hoàn toàn vô hại khi mang thai. Bởi vì sau tuần 20, mẹ bầu cao huyết áp nghiêm trọng có thể bị tiền sản giật và chịu đựng tai biến khó lường. Ngoài ra, đây cũng là một trong những tác nhân gây sinh non hoặc thậm chí là sảy thai. Lượng kali dồi dào trong ổi sẽ ổn định tim mạch, chống lại hiện tượng cao huyết áp. Cung cấp canxi. Tác dụng của quả ổi đối với bà bầu trong việc bổ sung canxi rất đáng cân nhắc, bởi vì trong 100g ổi có tới 10mg khoáng chất này. Do đó, nếu ăn một quả ổi hoặc uống một ly nước ép sẽ giúp cung cấp canxi cho sự phát triển của thai nhi. Phát triển hệ thần kinh. Nhờ thành phần vitamin B9 và axit folic, ổi dễ dàng lọt vào danh sách thực phẩm tốt cho bà bầu. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ thần kinh của con người. Giảm nguy cơ tiểu đường. Để kiểm soát được lượng đường trong máu, các mẹ bầu hãy ăn thử ổi.
Lợi ích của ổi đến từ lượng chất xơ hòa tan pectin và không hòa tan. Chúng sẽ giúp hoạt đường huyết an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, khi ăn ổi trong thai kỳ, mẹ bầu cũng cần phải chú ý những điều sau. Tuy ổi tốt cho sức khỏe, mẹ bầu cũng không nên ăn quá nhiều, vì nếu dùng nạp quá nhiều chất xơ một lúc thì sẽ dẫn tới tiêu chảy. Mẹ bầu nào đang mệt mỏi, bị vấn đề về răng miệng thì nên uống nước ép ổi, ổi xay nhuyễn thay vì ăn nguyên quả. Khi ăn, nên bỏ hạt để tránh viêm ruột thừa. Và chú ý đến chất lượng ổi, không chọn ổi non vì có vị chát, không tốt cho hệ tiêu hóa và có thể gây táo bón. Theo chuyên gia dinh dưỡng Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198, ổi có chỉ số đường huyết cao GI bằng 78. Do đó, nếu người bệnh tiểu đường ăn ổi sai cách sẽ làm cho đường huyết tăng cao. Nếu đường huyết tăng cao kéo dài, người bệnh sẽ có nguy cơ phải đối diện với các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này là mù lòa, suy thận, hoại tử chi và thậm chí là tử vong. Một số cách ăn ổi sai thường gặp nhất là dùng nước ép ổi để uống hàng ngày. Ăn ổi trước hoặc ngay sau khi vừa ăn bữa chính. Ăn ổi quá nhiều, không hạn chế số lượng. Vậy thì tại sao ổi vẫn là cứu cánh cho những người bị bệnh tiểu đường? Tiến sĩ Johnny Bowden trong cuốn sách 150 thực phẩm lành mạnh nhất trên trái đất cho biết, người bị bệnh tiểu đường vẫn có thể sử dụng những thực phẩm có chỉ số đường huyết của thực phẩm, hay còn gọi là chỉ số GI cao, với điều kiện tải trọng đường của thực phẩm đó rất thấp. Tuy ổi có chỉ số đường huyết là 78, nhưng tải trọng đường trong 100g ổi là khá thấp, chỉ chiếm 4/40. Còn bác sĩ Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198 khẳng định, ổi có hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan cao. Trong 100g ổi có chứa đến tận 6g chất xơ, giúp làm giảm cholesterol, làm chậm sự hấp thu đường sau ăn. Thêm vào đó, nồng độ lycopene cao, beta-carotene, vitamin C và kali cao rất hữu ích cho việc tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch, làm giảm nguy cơ xuất hiện những biến chứng nhiễm trùng, oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thần kinh, mạch máu khỏi bị hư hại do gốc tự do, nguyên nhân chính làm phát sinh biến chứng tiểu đường. Vậy nên, khi ăn ổi, chúng ta hãy cần lưu ý những điều sau. Không ăn ổi khi còn non hoặc là ổi vẫn còn xanh, vì vị chát trong ổi sẽ có hại cho chị em bị bệnh dạ dày hoặc táo bón. Nên bỏ hạt ổi khi ăn, hoặc nếu ăn thì cần phải nhai nát, vì nếu nuốt cả hạt sẽ khó tiêu và dẫn đến đau dạ dày. Còn đối với những người bị suy nhược cơ thể thì nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc là ép thành nước sẽ hấp thụ được tốt hơn các chất dinh dưỡng trong ổi. Vỏ của ổi chứa rất nhiều vitamin C, rất tốt cho việc làm đẹp da. Nhưng đối với người bị tiểu đường, khi ăn nên gọt sạch bỏ vỏ. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài ra không chỉ quả ổi mới có thể phát huy tác dụng trong việc phòng tránh và chữa bệnh, mà lá ổi cũng được coi là một phương thuốc dân gian cực kỳ hữu ích và chữa được nhiều chứng bệnh. Để khám phá xem lá ổi có công dụng như thế nào, mời quý vị và các bạn hãy cùng bấm theo dõi kênh An Tâm Sống Khỏe và chọn nhận thông báo để cùng đón đợi trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.